Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Xuân Phong và đoàn công tác của tỉnh đến dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Quảng Bình và khu di tích lịch sử cấp quốc gia ngã ba Đồng Lộc tại tỉnh Hà Tĩnh. Hiện đại hóa nền hành chính, giải pháp để nâng cao chất lượng cải cách hành chính trên địa bàn. Lực lượng chức năng tại huyện Mường Khương phát hiện gần 150 bình ga nhái giả nhãn hiệu các thương hiệu ga có uy tín. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947-27 tháng 7 2020, chiều ngày 24 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Xuân Phong làm trưởng đoàn đã đến dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Quảng Bình và khu di tích lịch sử cấp quốc gia ngã ba Đồng Lộc tại tỉnh Hà Tĩnh. Tại Vũng Chùa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, đồng chí Đặng Xuân Phong và đoàn công tác đã tổ chức viếng dâng hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn trước công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, chăm lo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh chính quy. Trước anh linh của Đại tướng, đoàn công tác của tỉnh Lào Cai hứa sẽ đoàn kết sáng tạo, ra sức xây dựng Lào Cai trở thành một tỉnh giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trước đó, đoàn cũng đã đến dâng hoa nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong cả nước và thắp hương từng phần mộ tại khu mộ 100 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Xuân Phong cùng đoàn công tác thành kính tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc. Đoàn nguyện hứa sẽ không ngừng nỗ lực cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng giàu mạnh. Vừa qua tại huyện Văn Bàn, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có đồng chí Tăng Ngọc Phòng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại diện vụ địa phương 2, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy triển khai các cuộc kiểm tra giám sát theo chương trình kế hoạch. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 99 tổ chức, 457 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận những việc làm được, chưa làm được, chỉ rõ những ưu điểm cần phát huy, tồn tại, cần khắc phục đối với từng tập thể cá nhân. Đã thi hành kỷ luật đối với 58 đảng viên, trong đó thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với 6 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp cũng tổ chức giám sát chuyên đề đối với 88 tổ chức, 85 đảng viên. Nội dung giám sát tập trung vào việc chấp hành chỉ thị, quy định, kết luật của đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện quy chế làm việc. Đã thi hành kỷ luật đối với 20 đảng viên vì vi phạm về phẩm chất, đạo đức, những điều đảng viên không được làm, tham nhũng, cố ý làm trái. Ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã tiếp nhận 117 đơn tố cáo phản ánh đảng viên. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện hướng dẫn số 07 ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và các quy định của Trung ương có liên quan đến nhân sự Ủy ban kiểm tra các cấp, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2020. Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Tăng Ngọc Phòng đề nghị Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao, thực hiện có hiệu quả, đạt 100% chương trình công tác kiểm tra giám sát năm 2020. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy triển khai nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thực hiện chỉ thị hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thực hiện tốt công tác xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, chú trọng đơn thư liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng các cấp, tăng cường công tác giám sát, mở rộng giám sát trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, công tác quản lý cán bộ, qua đó nắm tình hình, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tránh không để xảy ra vi phạm nghiêm trọng phải xử lý kỷ luật.
Ngày 24 tháng 7, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác nông lâm nghiệp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và phát biểu tại hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, các cây trồng vụ xuân được triển khai đảm bảo đúng kế hoạch, năng suất, sản lượng đều đạt và tăng so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt 6 tháng đầu năm đạt 117.034 tấn. Ngoài ra, các cây trồng chính khác như rau màu, cây ăn quả, cây dược liệu đều đảm bảo thực hiện đúng tiến độ. Năng suất sản lượng cơ bản tăng so với cùng kỳ. Sản xuất chăn nuôi 6 tháng đầu năm phát triển tương đối ổn định. Các địa phương tập trung tái đàn sản xuất. Tổng đàn gia súc chủ yếu đạt 569.000 con, đạt 90,4% kế hoạch. Sản lượng thịt hơi các loại đạt gần 34.410 tấn, đạt 57,7% kế hoạch. Kinh tế lâm nghiệp thực sự khởi sắc, nhiều hộ gia đình đã có thu nhập khá và bền vững từ rừng. Lâm nghiệp đã tạo thành vùng hàng hóa tập trung như quế, chẩu, bồ đề, thông, tạo ra các sản phẩm lâm sản có giá trị kinh tế cao. Trong những tháng đầu năm, Lào Cai đã huy động mọi nguồn lực tại chỗ để sửa chữa, nạo vét hệ thống kênh mương, hồ đập, chủ động và đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ tiêu thoát nước, phòng chống thiệt hại do mưa lũ gây ra, hạn chế tối đa thiệt hại. Hệ thống thủy lợi của tỉnh đã chủ động tưới được 98,6% diện tích lúa, góp phần tích cực cho việc mở rộng vùng thâm canh, tăng vụ và tăng năng suất cây trồng. Đến nay, toàn tỉnh có gần 2.510 hectare diện tích đất sản xuất trồng trọt nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đây là tiền đề quan trọng để chỉ đạo hướng dẫn nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất ứng dụng công nghệ cao trong các năm tiếp theo. Năm 2020, toàn tỉnh có 6 xã đăng ký hoàn thành nông thôn mới. Hiện nay, các xã đang tích cực tổ chức triển khai thực hiện. Số tiêu chí bình quân trên xã ước đến tháng 6 năm 2020 là 14,1 tiêu chí trên xã, đạt 93,7% so với kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm, đã công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 51 trên 127 xã của tỉnh, đạt 40,2% tổng số xã. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, sản xuất nông nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn như sản xuất hàng hóa, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, liên kết trong sản xuất tiêu thụ nông sản, thiên tai dịch bệnh. Vì vậy, trong những tháng cuối năm, ngành nông nghiệp tập trung thực hiện quyết liệt đề án tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao, phấn đấu tổng sản lượng lương thực cả năm đạt trên 340.000 tấn, hoàn thành trồng mới 315 hectare chè chất lượng cao trước ngày 30 tháng 10, đẩy mạnh xã hội hóa trồng rừng, phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua 2018-2019 đã được các cấp khen thưởng. Ngày 24 tháng 7, đoàn công tác Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 của tỉnh do đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thi làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại huyện Văn Bàn và Bảo Yên. Năm 2020, huyện Văn Bàn có 798 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông với 34 phòng thi tại 2 điểm thi là trường trung học phổ thông số 1 Văn Bàn và trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện. Huyện Bảo Yên có 726 thí sinh đăng ký dự thi với 21 phòng thi tại 2 điểm thi tại trường trung học phổ thông số 1 và trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Bảo Yên. Đến nay, Ban chỉ đạo thi hai huyện Văn Bàn Bảo Yên đã được thành lập và tổ chức họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, ban hành kế hoạch về chỉ đạo và kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Các trường học là nơi đặt các điểm thi đã có sự chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện cho kỳ thi như các phòng thi, phòng làm việc của điểm thi, các phương tiện phục vụ kỳ thi. Hai địa phương cũng đã chú trọng phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi, bố trí nơi ăn, ở, đi lại, đảm bảo cho các thí sinh ở xa và cán bộ coi thi. Tại buổi làm việc, các ban chỉ đạo thi đã báo cáo nhanh tình hình chuẩn bị cho kỳ thi, những khó khăn vướng mắc cần giải quyết, trong đó khó khăn chủ yếu là việc học sinh một số trường phải di chuyển xa đến điểm thi, học sinh không có điều kiện tập trung tại một địa điểm nên khó khăn trong công tác quản lý. Sau khi kiểm tra cụ thể công tác chuẩn bị các điểm thi, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của huyện Văn Bàn, Bảo Yên trong công tác chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh,
năm nay kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được giao cho các địa phương hoàn toàn chịu trách nhiệm tổ chức. Vì thế, công tác chuẩn bị cần được thực hiện khẩn trương, chu đáo, theo phương châm chất lượng và an toàn được đặt lên hàng đầu. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo thi các huyện cần chú trọng quan tâm, động viên, hỗ trợ đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia thi, đảm bảo an toàn cho các thí sinh khi di chuyển tới các điểm thi, nhất là trong mùa mưa lũ, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các điểm thi, nơi ăn nghỉ của thí sinh, cán bộ. Các địa phương cũng cần chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tập huấn nghiệp vụ, quy chế thi đối với cán bộ làm thi, thí sinh, nhân viên phục vụ cho kỳ thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Ngày 24 tháng 7, huyện ủy Bắc Hà đã long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, mùng 1 tháng 8 1930, mùng 1 tháng 8 2020. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường vẻ vang 90 năm ngành tuyên giáo của Đảng. Với chức năng là cơ quan tham mưu cho cấp ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương. Thời gian qua, Ban tuyên giáo huyện ủy Bắc Hà đã tham mưu cho cấp ủy ban hành 340 văn bản trên các lĩnh vực, tổ chức 60 hội nghị báo cáo viên thông tin cho 4.000 lượt người nghe, mở 133 lớp với trên 11.000 học viên tham gia giáo dục lý luận chính trị. Trong tham mưu thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng đã đi vào chiều sâu, hướng dẫn cơ sở sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng, triển khai có hiệu quả công tác tuyên vận ở 19 xã thị trấn. Hoạt động, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội được thực hiện kịp thời, giúp ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với hệ thống chính trị. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai vẫn xác định phát triển nông nghiệp là nền tảng để xây dựng các ngành kinh tế khác. Vì vậy, sau hơn 4 năm thực hiện chỉ tiêu về thu nhập trên mỗi đơn vị diện tích canh tác, nông dân Lào Cai đã làm nên kỳ tích rất sớm. Giá trị sản phẩm trên mỗi hectare canh tác đã đạt và vượt mục tiêu mà đề án số 1 về tái cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp đề ra. Nếu như năm 2016, năm đầu thực hiện mục tiêu, giá trị sản phẩm trên mỗi hectare canh tác mới chỉ đạt gần 57 triệu đồng, thì dự ước đến hết năm 2020 đạt gần 80 triệu đồng. Đặc biệt trên những diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thu nhập đã đạt đến trên 260 triệu đồng mỗi hectare canh tác. Kết quả này đang minh chứng cho thực tế, đó là nông nghiệp Lào Cai đang có bước chuyển mạnh về chất và đáp ứng yêu cầu của thị trường. So với mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thì chỉ tiêu về thu nhập đã đạt từ năm 2019, nghĩa là đạt 75 triệu đồng mỗi hecta canh tác. Trong điều kiện của tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn về trình độ canh tác cũng như nhân lực, Lào Cai đã lồng ghép nhiều chương trình dự án với những cách làm sáng tạo nhằm hướng đến mục tiêu người dân thực sự làm giàu bền vững trên chính đồng đất quê hương. Kết quả về thu nhập đạt và vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội. Mục tiêu đề án số 01 đề ra là kỳ tích lớn, góp phần làm tươi sáng hơn cho bức tranh tổng thể về kinh tế Lào Cai trong những năm qua và là minh chứng rõ nét nhất cho những quyết sách sát đúng của tỉnh dành cho khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nhiệm vụ hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, những năm qua tỉnh đã luôn dành sự quan tâm, nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực này, qua đó góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên thời sự về nội dung này. Kết quả dễ nhận thấy đó là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính đã được đẩy mạnh, tạo sự liên thông giữa các cơ quan trong cùng cấp và các cấp hành chính. Giờ đây, chỉ cần một chiếc điện thoại hay máy tính bảng thông minh, người dân, doanh nghiệp cũng có thể dễ dàng tra cứu các thủ tục hành chính hay theo dõi về tiến độ giải quyết hồ sơ của mình. Nhờ công khai minh bạch, tốc độ xử lý công việc nhanh chóng đã giúp tiết giảm tối đa thời gian chi phí cho công dân và cả bộ máy công quyền. Thì trong quá trình làm việc thì tôi biết là cái thủ tục hành chính thì rất là đơn giản theo đúng quy định. Thứ hai là cái tất cả các loại hồ sơ nhận là đúng và đủ theo quy định của thông tư 40 Sở Lao động của Bộ Lao động. Cái nữa là về cái thời gian làm việc thì
tôi thấy là nó sớm hơn so với thời gian quy định của một cái giấy phép lao động 15 ngày, nhưng mà tôi thấy là các đồng chí đã làm giúp tôi có trong khoảng 3 đến 4 ngày, rất là nhanh. Ngoài ra các phần mềm phục vụ quản lý điều hành cũng tích cực được triển khai như phần mềm theo dõi, thực hiện kết luận chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tự động có thông báo nhắc việc bằng tin nhắn SMS để lãnh đạo các cơ quan đơn vị, phần mềm quản lý hồ sơ, văn bản công việc, phần mềm một cửa điện tử, phần mềm đánh giá cán bộ công chức, phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh. Kể từ khi sở triển khai cái phần mềm quản lý văn bản thì gặp rất nhiều thuận lợi. Cái thuận lợi thứ nhất đó là cái khâu xử lý văn bản, cái văn bản chỉ đạo điều hành mang tính chất kịp thời. Các văn bản sau khi mà giám đốc sở chỉ đạo điều hành thì cái tính kịp thời để cho các lãnh đạo của các phòng rồi các đơn vị sẽ triển khai và có thể triển khai thực hiện ngay. Một bước tạo được đột phá trong công tác hiện đại hóa nền hành chính đó là triển khai ứng dụng chữ ký số cho tổ chức với 325 chữ ký số của 100% sở ban ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, trên 200 chữ ký số cá nhân cho cán bộ lãnh đạo. Trên 80% văn bản đã được ký số để phục vụ trao đổi, gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của các cơ quan đơn vị địa phương đã được triển khai tiếp tục được duy trì hoạt động. 100% cơ quan nhà nước có kết nối Internet, 100% cán bộ công chức cấp tỉnh, 90% cấp huyện, 60% cấp xã được trang bị máy tính phục vụ công việc. Ngành về tham mưu cho tỉnh để làm sao bám sát được tất cả các cái nhiệm vụ, mục tiêu trong các cái chủ trương của chính phủ. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng sẽ triển khai hoàn thiện cái nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu LGP. Trong cái năm 2019 chúng tôi đã hoàn thành cái giai đoạn 1, thì vào năm 2020 thì chúng ta sẽ tiếp tục triển khai để hoàn thiện cái nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu này. Đây là một cái hệ thống thông tin mà rất là quan trọng trong cái việc xây dựng chính quyền điện tử, là cái nền tảng để kết nối chia sẻ dữ liệu, tránh cái cát cứ dữ liệu rồi thì lãng phí trong cái công tác đầu tư về các cái danh mục dùng chung. Có thể thấy, với sự chỉ đạo đúng hướng của tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, công tác cải cách hành chính của tỉnh thời gian qua đã có sự chuyển biến tích cực, hướng đến xây dựng một nền hành chính hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong những tháng đầu năm nay, các cấp bộ đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đã tiếp tục có nhiều hoạt động cụ thể đồng hành với các bạn trẻ trong thực hiện phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Trong những tháng đầu năm nay, đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiến hành khảo sát, lập kế hoạch và giúp đỡ 45 hộ đoàn viên thanh niên nghèo về vốn, con giống, cây giống với tổng giá trị 200 triệu đồng. Đây là nguồn lực vô cùng quan trọng giúp đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, có tư liệu cần thiết để thực hiện phát triển kinh tế. Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức 15 lớp tập huấn hướng dẫn cho trên 500 đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương về phương pháp trồng trọt, chăn nuôi mới đạt hiệu quả cao và hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng, bảo quản nông sản. Cùng với đó, các cấp bộ đoàn tiếp tục duy trì và thành lập mới các câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế các cấp và thành lập mới 38 tổ hợp tác xã thanh niên. Toàn tỉnh hiện có 216 mô hình thanh niên phát triển kinh tế có thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên. Cũng trong những tháng đầu năm nay, đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tham gia xây dựng và duy trì 13 công trình thanh niên cấp huyện, tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, trị giá gần 1 tỷ 600 triệu đồng. Vừa qua, đội quản lý thị trường số 3 phối hợp với công an huyện Mường Khương phát hiện tạm giữ 144 bình ga không có xuất xứ rõ ràng, có dấu hiệu kinh doanh hàng nhái, hàng giả, vi phạm tem nhãn bản quyền thương hiệu Petro Việt Nam. Ngày 19 tháng 7 năm 2020, qua kiểm tra tại cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Thịnh Thành tại địa chỉ số 136 đường Giải Phóng thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến hóa đơn hàng hóa. Vì vậy, lực lượng chức năng đã niêm phong và tiến hành xử lý theo đúng quy định. Ngày 23 tháng 7, đội quản lý thị trường số 3 và các cơ quan chức năng có liên quan như Chi cục đo lường chất lượng, Công an huyện Mường Khương, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu, đại diện công ty cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam, đơn vị duy nhất được kinh doanh nhãn hiệu Petro Việt Nam Ga, cùng mở niêm phong để kiểm định. Bước đầu xác định, số bình ga này có rất nhiều tem nhãn dán ở trên bao bì, thể hiện có rất nhiều cơ sở sang chiết ga khác nhau. Trên các cổ nút bình không được dán tem chống hàng giả theo quy định của Petro Việt Nam. Thậm chí nhiều bình đã hết niên hạn kiểm định chất lượng,
nhưng các cơ sở này vẫn sang chiết ga đem đi tiêu thụ. Niêm phong ở đây là không đúng với các cái đặc điểm của niêm phong, không đúng với những đặc điểm của niêm phong của chúng tôi khi mà đăng ký với Cục Sở hữu Trí tuệ về kiểu dáng công nghiệp. Cái thứ hai là trên niêm phong nhựa ở đây thì là không có các cái tem để chỉ xuất hàng giả theo quy định của công ty chúng tôi. Nên ngoài ra thì trên nhãn hàng hóa tôi nhận thấy là các nhãn hàng đây là đều nhãn hàng hóa đã cũ từ những năm 18, 19 hoặc là có những bình là không có nhãn hàng hóa theo quy định của công ty. Cho đến thời điểm này thì chúng tôi sơ bộ kết luận là họ tại thời điểm kinh doanh là cửa hàng không niêm yết giá. Thế và không treo biển hiệu cái đầu mối cơ sở để kinh doanh. Thế là lỗi thứ hai, lỗi thứ ba là cái giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh là hết hạn. Lỗi thứ tư là cái địa điểm kinh doanh là không đúng với lại đăng ký kinh doanh. Và cái lỗi thứ năm là hàng hóa dán nhiều cái tem không có tem chống hàng giả, tức là trôi nổi. Tổng xử lý lô hàng theo quy định pháp luật mà xử lý và phạt vi phạm hành chính chắc phải trên 100 triệu đồng. Cũng theo đội quản lý thị trường số 3, hiện nay thị trường ga tương đối phát triển, vươn tới tận vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân ở những khu vực này, nhiều đối tượng đã trà trộn các bình ga kém chất lượng, bình ga sang chiết trái phép để đưa vào kinh doanh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn và xáo trộn thị trường. Thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra kiểm soát, xử lý kiên quyết tình trạng ga trôi nổi, không rõ nguồn gốc tại những địa bàn này. Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 24 tháng 7, tại khu vực tổ dân phố 2B thị trấn Phố Giàng, huyện Bảo Yên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an huyện Bảo Yên phát hiện bắt giữ hai đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép hai bánh heroin. Hai đối tượng là Thảo A Dơ, sinh năm 1997 và Hầu A Sánh, sinh năm 1994, cùng trú tại Bản Kẹp, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, hai đối tượng khai nhận khoảng 5 ngày trước, Dơ và Sánh rủ nhau góp tiền mua ma túy về bán kiếm lời. Sau đó, hai đối tượng đi xe máy lên Mai Châu, Hòa Bình, gặp một đối tượng buôn bán ma túy đã quen từ trước, đặt vấn đề mua hai bánh ma túy. Người đàn ông này đã bán cho Dơ và Sánh hai bánh ma túy với giá 115 triệu đồng một bánh. Hai đối tượng đã trả trước 70 triệu đồng, hẹn sau khi bán được ma túy sẽ trả nốt số tiền còn lại. Sau đó, Dơ và Sánh vận chuyển hai bánh ma túy trên về cất giấu tại nhà Dơ ở Bản Kẹp để chờ người mua. Chiều ngày 24 tháng 7 năm 2020, Sánh tìm được khách mua với giá 130 triệu đồng một bánh và hẹn giao hàng tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Bảo Yên. Tuy nhiên, khi đi đến địa phận tổ 2B thị trấn Phố Giàng, thì hai đối tượng đã bị tổ trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Bảo Yên phát hiện bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.